nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kai Long. Lại là mình, Kim Pi đây. Cốc cốc cốc, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Mùa thi đã gõ cửa rồi đấy. Đến hẹn lại lên, tháng 4 và tháng 5 bao giờ cũng là giai đoạn cao điểm học hành, chuẩn bị xông pha các chiến trường thi cuối kỳ, thi chuyển cấp, vân vân mây mây đúng không nào? Không biết mọi người đã sẵn sàng tập trung công lực để chinh chiến chưa nhỉ? Hôm nay, hãy cùng mình lên dây cót tinh thần để mùa thi không còn đáng sợ nữa nhé! Làm gì cũng vậy, tinh thần luôn là yếu tố nòng cốt cần chỉnh đốn trước tiên. Vì vậy, chúng mình cần làm công tác tư tưởng cho bản thân, xác định rõ ràng đâu là việc muốn làm và đâu là việc cần làm, sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng. Ví dụ, nếu kỳ thi vào 10 sắp đổ bộ rồi, thì mọi người hãy tạm gác những dự định khác như đi du lịch hay học thêm một ngôn ngữ mới sang một bên, cháy hết mình vì kỳ thi trước mắt chứ đừng để nước đến cổ mới bơi nha. Hướng tới mục tiêu siêu to khổng lồ trước mắt, thời gian biểu của tụi mình cũng cần thay đổi để thích nghi. Thời gian một ngày thì lúc nào cũng chỉ có 24 giờ, nên cách phân chia và tận dụng nó sao cho phù hợp với từng giai đoạn mới là cốt lõi. Nếu như ngày trước tụi mình có nhiều thời gian rảnh rang để xem phim, nghe nhạc thì bây giờ mọi người hãy chịu khó bận bịu một chút, dùng quỹ thời gian đó cho việc học nhé. Có thể là sáng đến trường, chiều làm bài tập, tối học thuộc bài chẳng hạn. Mọi người cũng đừng quên tranh thủ 10 đến 15 phút mỗi buổi để thư giãn đầu óc, cho bớt căng thẳng, tránh dồn nén kiến thức nha. Thời gian biểu đã xong xuôi rồi, giờ là lúc tụi mình lên kế hoạch học tập chặt chẽ để có chiến lược phấn đấu nè. Trong công cuộc học tập của mình thì em Study Planner này lúc nào cũng là bảo bối bất ly thân nè. Chắc hẳn tụi mình ai cũng có những mục tiêu riêng như đạt học sinh giỏi, thi đỗ trường chuyên đúng không nào? Vậy thì mọi người hãy ghi lại những mục tiêu này ở trang Goal and Detail Plan nha. Monthly log cũng là một layout đắc lực giúp tụi mình có cái nhìn tổng quan về chặng đường sắp tới như cần ôn môn gì vào thời gian nào nữa đó. Có kế hoạch cụ thể thì tụi mình sẽ càng đi đúng hướng hơn rồi. Ngoài ra, tụi mình cũng có thể tận dụng theo dõi thói quen ở đây luôn nhé. Để zoom in cận cảnh các kiến thức cần ôn hay các đề thi cần luyện, mình sẽ sử dụng layout kế hoạch hàng ngày. Ở đây, tụi mình liệt kê môn học và bài tập tương ứng, không quên đánh dấu tích cho những bài tập đã hoàn thành để theo dõi tiến độ nữa nha.
Vào cuối ngày, tụi mình tổng hợp lại số giờ đã học để review sức học của bản thân và giữ lửa cho đến hết mùa thi nhé. Có một sự thật là hẹn hò với bạn học quá nhiều có thể khiến chúng mình bí bách và chán trường. Vậy thì tại sao không thử tranh thủ thời gian, học mà chơi, chơi mà học nhỉ? Tụi mình hoàn toàn có thể hô biến các kèo đi chơi với bạn bè thành một buổi học nhóm đó. Vừa được đổi không gian học tập để đỡ áp lực, vừa cùng chia sẻ kiến thức và tạo động lực thúc đẩy lẫn nhau trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Một mũi tên trúng nhiều đích thế này thì hẳn là một bí kíp học tập nhỏ mà có võ rồi. Người có sức khỏe thì có 100 ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khỏe. Chính vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu, tụi mình cũng cần chăm sóc bản thân và sức khỏe thật tốt nữa đó. Nguyên tắc hàng đầu là nói không với bỏ bữa. Thói quen xấu này không chỉ làm cơ thể thiếu năng lượng mà còn không tốt cho dạ dày của tụi mình chút nào đâu nha. Song song với đó là một chế độ ăn uống lành mạnh nữa nè. Thực đơn đầu bảng cho sĩ tử gồm có ngũ cốc, sữa, cá, trứng, trái cây và rau củ. Những thực phẩm này sẽ cung cấp dinh dưỡng để tụi mình có thật nhiều năng lượng, đặc biệt là giúp tỉnh táo và củng cố trí nhớ nữa đó. Ngoài ra, mọi người cũng đừng quên dành khoảng 20 phút hàng ngày để tập thể dục sau giờ học nữa nhé. Vận động cơ thể sẽ giúp tăng cường máu lên não, đồng thời mang lại cảm giác sảng khoái hơn sau những giờ cày cuốc mệt mỏi đó. Mỗi người tụi mình sẽ có những khung giờ vàng để tiếp thu kiến thức đúng không nào? Nhưng dù thế nào thì mọi người cũng cần sắp xếp thời gian ngủ sao cho đủ giấc để tránh cảm giác uể oải và trì trệ vào ngày hôm sau nha. Tụi mình có thể ngủ muộn hơn để ôn bài nhưng đừng thức quá khuya nhé. Thay vào đó, mọi người có thể dậy sớm hơn một chút để đọc lại bài trước khi đi học chẳng hạn nè. Dục tốc thì bất đạt nên mọi người cứ bình tĩnh, đi đường dài thật chắc chắn. Đừng quá lao lực hay nhồi nhét quá nhiều kiến thức khiến cơ thể không đáp ứng được, dẫn đến phản tác dụng nha. Vậy là tụi mình đã cùng nhau khám phá một số bí kíp để hòa mình vào mùa thi tới rồi. Hy vọng rằng video này sẽ tiếp thêm cho mọi người thật nhiều động lực và năng lượng tích cực để xông pha chiến trường và đạt kết quả như mong muốn nha. Tới đây, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của tụi mình để xem có điều gì thú vị đang chờ đợi mọi người phía trước nha. Bye bye!